các bạn một ngày mới tốt lành nhá. Hôm nay có update mới, có con nhân vật VIP anh em ạ. Có con nhân vật VIP mới. Nào, để tôi xem con nhân vật VIP này có cái gì nào. À, VIP mới. Con này tên là Ultimatum. Nào, có hiệu năng gì đấy? Ui, có 630 V-Coin ạ. À, đây là Gold Coin. À, phi đao thì có. Nhân vật đặc biệt cho chế độ ai là nhân vật gì vậy ta? À, Special Gold à. Đặc biệt, cái này đặc biệt là nó có cái tính năng gì ta? À, có báu vật mới thì phải. Tôi đọc qua trên trang chủ thì nó có cái loại báu vật mà nó mang tên của cái con nhân vật VIP này luôn. Đây ơi, đây anh em ơi, Ultimate, à Ultimatum luôn. À, bộ này thì có con 3Z. Nhìn 3Z chất vãi luôn thề, cả con sẻng nữa. À, có con VSS mới anh em ạ. Con VSS này là con bán trong cửa hàng V-Coin. Có cả con HK14. Cái con này thì cũng ngon này. Con này thì bắn chế độ headshot được này. Con này rất đầm luôn. Tỉa mồm thì gọi là tín VL. Nà tí gâu coi nhỉ. Ôi sao đắt thế. 50 lần 270 gâu coi ạ. Ôi 270.000 50 quả. Mẹ em chia ra xem mà. Tôi lấy máy tính tôi chia phát xem thì bả hết bao tiền anh em ạ. Ui, 5.400 một quả. Mẹ mày đắt thế. Hút máu vậy. Đắt thế nhở. Ủa thì chắc lại bị bảo tôi làm 100 quả anh em ạ. What the. Anh em ơi, alo, anh em nghe mình nói không? Bảo tôi, nhà tôi bị nháy điện anh em ạ. Khổ vã lồn. Vợ biết tôi nạp tiền cái ra rút cầu dao luôn anh em ạ. Khổ vã lồn thề. Thì tôi phải bảo thôi, để cho anh nạp đốt lần này thôi. Anh sao anh không nạp nữa đâu. Chết. Nào. Nào. Ôi, 7 nháy rồi chưa ra gì. Ui, mẹ trông đâu có tí hy vọng nào anh em nhở. Mẹ thấy tôi chưa thấy có linh cảm nó sẽ ra luôn á. Mẹ bật bài gì cho nó đỏ rồi. À, bữa trước bật độ tộc quay phát ra con M4 bit bắc luôn. À, mẹ bật độ tộc đi. Ui, xem anh già có lại mang lại may mắn cho mình lần nữa không? Nào! Lucky! Ui, mẹ mày tí vào rồi ạ! Bà lỗ quần đùi chơi khi vào tóc chất vừa làm. Thiếu một sữa không thật cò nó lại khóc suốt dăm ba cái stream. Cứ đâm nó vào làm. Ngồi trong lòng kính chạy các gì đồ bảo tàng. Bên dạng thì vẫn tâm lý cho thật đông. Uầy! 100.000 GB anh em ạ. Bà bên chúng đúng đến bà phiếu độc đắc luôn này. 100.000 GB à. Phải biểu. Trường tập là bố sói trông của bà chủ kênh. Mùi phân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ. Vậy làng này là căng đẹp. Chất lừ bất tử nhảy của anh. Chết có mẹ chưa thấy đâu à. Chết bị mẹ với tương lai tối mịt thế. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó đấy anh em ạ. Bắt đầu cảm thấy có gì đó chắc là sắp ra rồi đấy. Linh cảm. One hour later. Ôi trời ơi. Mẹ mày gần đi 50 quả của tôi rồi. Ui giời ơi. Mẹ mày mất 2 ngày tiệt bỉm sữa của con tôi rồi. À được gì. Mẹ mày hút máu quá. Mẹ mày 50 quả không ra được một món. Lên bạn. Đen vai luôn. Thề. Ôi cảm ơn boy band nhé, cảm ơn boy band nhiều. Ôi ơi, thì xong rồi. À, mấy quả này không ra thì có khi tối nay nằm đất ngủ mất. Đen quá. Nha. Ui, bà là con gần trúng đấy ạ. Nào quả cuối cùng. Ê, alo ơi.
50 quả cuối cùng để bạn đổi server đi. Làm bài nhạc đi, nào. Chiến ơi, chiến ơi, chiến ơi. Ủa, nhạc này vào cầu vậy luôn. Đâu được rồi, đi bà khó ra vậy. Leo lệch mù cho một bón đi bà, mày chấp quả không ra quả nào đi bà, hút máu vãi lồn. Dạ chưa ra anh em ạ, cày chết nhở. Đi bà sao bay làm lỗ mồi anh em. À đây rồi nhỉ. Trời ơi, nó lại cho con vết ít là vết cao rồi không ạ? Mình nhìn xì kê vãi lồn tề. Vãi lồn tề. Nhìn bè mình trúng được con ghẻ nhất. Nhìn bè mình cái quả cầu may mắn này luôn ạ. Vãi lồn tề thế nhờ. Trời ơi. Quay liền, quay liền, quay liền. Quay liền kiểu dựng trúng thêm phát nữa này. Ôi, phải may trúng được một bón, phải không trúng món nào thì đúng là à, tối nay chỉ có nằm đất thôi anh em ạ. Dạ, ui, tưởng nó trúng rồi ạ. Sao nó không phải con sẻng hay con ba dết của ta? Thế cho cái con ghẻ nhất game này luôn ạ. Thôi vãi lồn, phải đã đi 30 quả rồi này. Quả quá luôn đấy kia mà. Đi mà. Ui, em chưa thấy 3Z ấy xẻng đâu. Đệt mà nữa. Buồn vãi luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đây rồi. Người ta nói ngày là mày chán vãi lồn ạ. Đi bè. Ôi trời ơi, mày mày hai cái luôn ạ. Cái mày mày sắp số mình nhỏ thế nhở. Thôi vãi lồn tề. Cay vãi lồn đi kìa mà. Cái mày mày bộ lại 4 món mà nó vẫn ra được cái con này nữa. Cái mày mày đen vãi lồn tề. Ôi trời ơi, cay thế nhờ. Cú hết rồi đấy kia bà. Nhìn mẹ. Cười với bà thì mẹ mà tôi cười với bà lòng tôi đau lắm anh em ạ. Thôi thế nhờ. Ít mẹ nó nữa cay thật. Ôi thịt mẹ đéo ra kìa cay thế. Sao thì trúng hai con này luôn ạ, à? Trúng ba con cái tấm xóa game luôn. Wow. À. Đây rồi, đây rồi, trời ơi, yes. Ê, bà Z rồi game ơi. Baby. Yes, yes. Ôi trời ơi, cứ tưởng thì mẹ mày đéo trúng con nào nữa thì á. Mẹ mày xóa game mày luôn đi. Yes, yes. Đỏ vãi luôn.
Nào, cho thêm con xẻng coi. Nè, xẻng nó đây. Trời, nó phải giữ thế anh em ạ. Ui, thì bảo còn nữa này. 5 quả ra còn nữa này. 5 quả ra còn nữa này. Ui, đéo được rồi, bảo thôi ra có 3 Z nữa là đi đấy. Ấm rồi. Ui giờ nó lại khuyến mãi cho thêm con xẻng nữa thì tuyệt vời mặt trời. Yeah. Ui địt mà đéo trúng ạ. Trúng 3 Z anh em ạ. Trời ơi. Nên làm 100 quả nữa ông ta. Thì phải kiếm con xẻng cái coi. Tôi thích chơi xẻng à. Đi đóng ông ta. Bảo suy nghĩ nào. Suy nghĩ. À, thì bả lên đóng xẻng ông ta. Có xẻng cơ đấy, phải nhìn xẻng là nhìn hấp dẫn vãi liền thề. Mẹ chả ghét có 3 Z lại đéo có xẻng. Đúng không? Đợi nhá, đợi anh em đợi tí nhá. Từ, anh em đợi tôi chút nhá, tôi gọi điện cho vợ tôi cái. Tôi xin ngày, xin thêm 5 lốp nữa, không thì tí nữa thì mẹ hôm nay tôi phải đéo được ăn trưa luôn ấy. Anh em đợi chút, tôi chút. Alo vợ à. Nhớ anh không? Nhớ à. Cho chồng làm thêm 5 lốp nhá. Ừ, nốt lần này rồi. Ok, được. Rồi, đi vào xong rồi anh em ạ. Đấy, không nói nhiều. Nạp ngay. Anh em đợi tôi tí. Nạp ngay trước khi bà vợ tôi đổi ý. Quất thôi, quất lâm thôi. Xẻng. Hé, mục tiêu xẻng. Và tôi quay tự nhiên quay 10 quả đầu ra luôn xẻng thì đúng là phí cả thì bà tiền nạp vào. Con xẻng với cả con HK 417 nữa. Tôi mong xẻng rồi, tôi chỉ mong xẻng thôi. Xẻng. Đóng quả mắc lực luôn. Mắc lực đéo ăn thua. Gần mắc lực đi. Thì bà quay tít thao lò cho bà trả ra cái đéo gì. Chẳng à, chưa thấy đâu ạ. Quay thế. Ủa, không biết VTC Online có đang xem mình quay bảo vật không? Mong là cho đi. Lucky. Em cho phiếu quả cầu miễn phí ạ. Có khi là trúng thêm con 3Z nữa ông ta. Trời, tôi trúng thêm con 3Z nữa tôi cho anh em ngắm cho là thèm luôn. Có thế nhỉ? Em 40 quả chưa thấy đâu rồi. Sao thấy tối tăm thế nhỉ? Nào, phải có niềm tin. Có thế. Ấn nhẹ thôi á, phải ấn nhẹ thì đây anh ấn nhẹ được chưa? What the hell? Vừa nói khỏi bồ cái mạng nó ra luôn anh em ạ. Thề đỏ vãi lùn. Hách vãi lùn thề. Đéo hiểu kiểu gì ạ.
Thế mới buồn cười. Nhẹ cái nữa này. Nhẹ thêm cái nữa đi. Nhẹ thêm cái nữa đi. Nó đeo ra mà. Nhanh lại mạnh vậy. Vãi lồn nữa đi mà. Ôi, mẹ, tại sao không phải sẻng nhờ? Mẹ lại cho thêm con ba Z để làm gì ta? Mẹ, lại phải đợi, anh em đợi cho tí, tôi phải đổi cái này đã. Phải tiêu phiếu thì mới được quay tiếp, tại vì nó bị đầy mất rồi. À, tiếp nào, ui, tứ quý 9. Ba quả, sẻng đâu? Thế sẻng đâu ạ? Nhẹ cái đi. Đéo ra anh em. Con về trúng hai con snip rồi đấy. Thì phải hai con 3Z, hai con VSK đấy. Đúng mà. Nào. Tiếp đi. Let's go. Thì may đấy, thì phải là tôi muốn 50 quả mà nó ra quả đầu tiên thì thôi. Tôi đấm VTC online luôn. Quay mắc à? Được thì quay mắc. Được, mạnh lên đúng rồi, mạnh cái gì? Mắc luôn. Thấy mạnh của anh em đây, có ra đéo đâu. Đôi khi bạn thả nhẹ lại ra cơ. Đâu rồi? Chưa thấy đâu cả. Let's go. Nhẹ cái thôi à? Được, nhấp ba gì? Ba vạch đúng không? Ba vạch đúng không? À đây, ba vạch này đúng không? Ôi đi mẹ, ba vạch suýt vào ạ. Ba vạch phát nữa đi. Ba vạch phát nữa đi, ba quả đi. Quả tam ba bận này. Thôi đéo ra. Nào. Anh em nào chưa follow cho mình xin một follow nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Này mạnh một nhẹ. Vừa đi. Năm vạch à, đôi 4-5 à. Năm vạch này thôi, mẹ, năm vạch chưa thấy đâu cả. Một vạch á, một vạch không thấy đâu cả. Ôi mẹ, nãy ông kia hên được phát bảo thì mẹ anh quay nhẹ thôi thì nó mới ra 3Z thôi, kiểu sinh lý vãi lồn. Ui, chưa thấy đâu. Đổi nhạc nhở. Đổi nhạc cái. Mày nghe nhạc nào để cho nó dễ ra rồi ta. Không, vậy nhạc này đang, nhạc này nó vẫn đang, đang đỏ. Tội đéo thì phải bỏ. Khói thế nhở. Chết rồi, bà lần lạp lần nữa, lỗ quá anh em ạ. Chưa ra được thêm con mới nào. Ui, bà còn 20 quả. Cảm thấy nó thì nó bị hơi ít hy vọng ấy. Chưa thấy đâu rồi anh em. Bảo đâu thấy có tí điểm tin nào. Tháo VIP item mà không cần phải tháo thế. Bảo cần gì phải tháo, vẫn ra này. Nhìn này, tôi đá một phát ra con ba, con sẻng cho anh em xem này. Mẹ, sao nó toàn bị bảo xuất vào nhờ. Nó đang nhảy nổ mẹ vào cái ô đây đi. Cay thế. Ôi. Đi ơi, lỗ rồi. Lỗ rồi anh em ơi. Sắp ra rồi. Có niềm tin, sắp ra rồi. Anh ra đi. Anh ra đây. Anh ra đi.
đẹp ấy. Anh ra đi. Ừ thôi anh ra nhá. Anh ra đây. Mẹ mày vẫn chưa ra. Đi mà thì ta lồn rồi. Có khi nào nó về quả cuối cùng không ta? Em ơi gì à Phật? Nope. Con mẹ mà lại còn lắc lỗ nữa à? Đi ba nó. Phải luôn. Ô vẫn còn hai quả anh em ạ. Mà toàn thế nhỉ? Nào. Mà dối thế. Mày lỗ rồi. Lần hai cha ra mẹ gì cả. Ra thêm một cục ba Z.